Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Kinh tế thị trường cho Đảng, định hướng xã hội chủ nghĩa cho dân. Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ 13 do Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức vào ngày 10 tháng 6 năm 2020 được Đảng tung hô là mang đến những điểm mới mẻ, khiến dư luận le lói một điểm hy vọng mong manh. Nhưng khi biết điểm được cho là mới, đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú báo cáo rằng phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa, thì dư luận chỉ còn biết ngán ngẩm mà than rằng bình mới, rượu cũ. Và báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng vào năm 2001 từng nêu rõ chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Đây là hình ảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 4 năm 2001 tại Hà Nội. Vậy mà đến nay, đã đến thời điểm đề ra mục tiêu nêu trên thì vẫn chưa đạt được và được Đảng nỗ lực gia hạn đến giữa thế kỷ 21. Với tuyên bố của Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú, tiến sĩ Đinh Đức Long cho rằng đây chỉ là cái bánh vẽ bởi cho đến bây giờ vẫn chưa thấy đưa ra tiêu chuẩn thế nào là xã hội chủ nghĩa. Ông nhắc lại tại đại hội Đảng khóa trước, họ nói đến năm 2020, nước ta cơ bản là một nước công nghiệp hóa. Bây giờ, năm 2020 rồi, mà chẳng thấy đâu, mà cũng chưa thấy họ kiểm điểm coi là vì sao chưa làm được mà ai phải chịu trách nhiệm. Ông nói thêm như sau. Thứ nhất là họ đã chẳng định nghĩa thế nào là xã hội chủ nghĩa. Thế giới chưa có mô hình nào là xã hội chủ nghĩa hoàn thiện cả. Ông Nguyễn Phú Trọng từng nói là đến cuối thế kỷ này chưa biết chủ nghĩa xã hội hoàn thiện hay chưa, và làm sao thực hiện được cái mà đến bây giờ chưa ai sở thấy. Tiêu chuẩn chủ nghĩa xã hội đến nay chưa có gì để có thể lượng hóa được mà lại cứ nêu ra. Như vậy, họ dẫn người dân đến một cái mơ hồ, cái không thể cân đong đo đếm, tức là không thể nào kiểm chứng được. Vậy là một hình thức theo tôi là lừa mị. Cũng trong Đại hội Đảng lần thứ 9 vào tháng 4 năm 2001, khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được chính thức sử dụng trong các văn kiện của Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh hội thảo hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới vào ngày 15 tháng 2 năm 2017 tại Hà Nội. Tuy nhiên, khái niệm về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1986, sau khi nhà nước Việt Nam tiến hành đổi mới kinh tế, chuyển từ nền kinh tế tập trung kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường kiểu tư bản. Cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa khi đó hoàn toàn chỉ nhằm mục đích biện minh cho sự vi phạm nguyên tắc kinh tế học của học thuyết của chủ nghĩa Marx Lenin của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là công hữu hóa toàn bộ về tư liệu sản xuất. Đồng thời nhằm để chứng tỏ rằng việc đổi mới kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn không bị chệch hướng hay xa rời lý tưởng Cộng sản mà vẫn kiên định với chủ nghĩa Marx Lenin. Và cũng từ Đại hội Đảng lần thứ 9, Đảng xác định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa được định nghĩa là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng sau chủ nghĩa. Mô hình này được Đảng và Chính phủ nức nở tán tụng, khen rằng đó là đỉnh cao trí tuệ, là sáng suốt, là phù hợp với hoàn cảnh thực tế của đời sống xã hội Việt Nam, là lực đẩy mọi mặt và rất nhiều thứ. Nhưng thực chất, nó vận hành như thế nào, cơ chế ra sao thì đến tầm cỡ bộ trưởng còn chưa lĩnh hội được. Ông cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã từng phát biểu như sau. Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó mà mãi chưa tìm ra đâu, làm gì có cái thứ đó đi mà tìm. Cái thứ đó ở đây chính là thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2015 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức tọa đàm nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đã cho biết Đảng sẽ ra định nghĩa mới về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là hình ảnh cuộc tọa đàm về nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày 28 tháng 2 năm 2015. Điều đó cho thấy trong vòng mấy chục năm qua, nền kinh tế Việt Nam thực sự đã được Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt một cách mò mẫm và thiếu cơ sở lý luận khoa học. Đó cũng là lý do giải thích cho thắc mắc của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi đó và nay đã trở thành Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khi đã thổ lộ tâm tư cá nhân tại hội thảo khoa học rằng xây dựng thể chế kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập là kinh nghiệm quốc tế và gợi ý với Việt Nam do Ngân hàng Thế giới
và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức vào ngày 22 tháng 12 năm 2014. Ông đã nói, tôi cứ suy nghĩ mãi một điều, nếu chúng ta đi mà không rõ đi đâu, bằng cách nào, bao giờ đến, thì không bao giờ chúng ta đi nhanh và bền vững được. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng trong suốt một thời gian dài, với chủ trương kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, thực chất chỉ có tác dụng nhằm khẳng định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định và không đi chệch hướng. Điều đó trái với nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường. Đó là nền kinh tế tư nhân phải nắm vai trò chủ đạo, hay nói một cách khác, nhà nước sẽ không làm những gì mà tư nhân có thể làm được. Là nguyên nhân đã kìm hãm sự phát triển của kinh tế Việt Nam. Và cuối cùng, hậu quả của sự sai lầm đó đã mang lại là sự lỗ lã khổng lồ, với sự đổ vỡ của các quả đấm thép của kinh tế nhà nước như Vinaline, Vinashin và nhiều công ty khác. Dư luận cũng thường gọi nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra và theo đuổi những năm qua là nền kinh tế thị trường có đuôi. Đây là hình ảnh ABC, nhà đầu tư xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất gần 11.000 tỷ đồng vừa được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phê duyệt hôm 19 tháng 5. Điều đáng chú ý là phần đầu của kinh tế thị trường thì Đảng, Nhà nước và Chính phủ hưởng, còn phần đuôi là định hướng xã hội chủ nghĩa thì dành cho dân. Facebooker Nguyễn Thông trong một bài viết vào năm 2019 đã nhận định rằng với doanh nghiệp và dân trong nước, lúc nào họ cũng ép buộc, hô hào phải nghiêm túc thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quyết không được chật, nhưng khi yêu cầu thế giới, yêu cầu các nước công nhận thì họ chỉ đòi quốc tế công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường mà thôi. Còn cái đuôi tự dụng mất, vẫn để đuôi, có mà đến Tết Congo cũng chẳng ma nào nó thừa nhận. Luôn luôn leo lẻo kinh tế thị trường, nhưng khi cần mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất thì Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải dứt khoát không chịu tổ chức đấu thầu mà cứ khăng khăng chỉ định nhà thầu phải giao cho ACV, một doanh nghiệp của nhà nước sân sau của các đầy tớ. Không kinh tế thị trường gì sất, tôi làm như thế làm gì được tôi? Đơn giản bởi vì AVC làm thì mình mới được chia chác, chứ đấu thầu thì còn gì mà chấm mút nữa. Facebook Lê Minh Nguyên thì lý giải rằng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam chịu ảnh hưởng từ người Anh hai xã hội chủ nghĩa là Trung Quốc. Tác giả này giải thích như sau. Đảng Cộng sản mở cửa ra cho tư bản, thế giới tràn vào, tức là đô la ào ạt đi vào Việt Nam. Kinh tế thị trường không vô sản nữa, nhưng không muốn những thứ này đi vào tay dân, vì dân sẽ mạnh lên, đe dọa ngược lại uy quyền của Đảng Cộng sản. Nên họ muốn những dòng tư bản này phải là của họ, sở hữu bởi những người trong gia đình họ, có cái đuôi theo định hướng xã hội chủ nghĩa, là để thủ lợi trên các dòng tư bản này, tức là thu tóm tài sản quốc gia vào tay thiểu số một số người và vận hành bởi các nhóm lợi ích làm bình phong cho các phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng do quyền lực chính trị vẫn tập trung vào tay của một số đảng độc tài duy nhất và chính yếu là khoảng 200 người trong Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị của Việt Nam, nên tài sản quốc gia chính yếu nằm trong tay khoảng 500 người trong gia đình và thân nhân và các ủy viên Trung ương như Vingroup, Vietjet, Viettel. Theo nhiều nhà quan sát thì xã hội chủ nghĩa là một khái niệm mơ hồ, nhưng Việt Nam vẫn phải bám theo những từ ngữ đó dù thực chất không phải như vậy. Đây là hình ảnh những bị cáo trong đại án tham nhũng Vinaline, một hệ quả của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Tiến sĩ Đinh Đức Long đã phân tích rằng trước đây kinh tế là quan liêu bao cấp tập trung, bây giờ thì là kinh tế thị trường, mà kinh tế thị trường là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản. Họ làm rồi nhưng vẫn thêm cái đuôi xã hội chủ nghĩa. Ông giải thích lý do vẫn giữ câu chữ xã hội chủ nghĩa là rằng cái đấy nó có lý do, mà theo tôi hiểu là lý do về mặt chính trị. Bây giờ khi Việt Nam ký các hiệp định thương mại song phương, đa phương hoạt động theo chuẩn mực quốc tế thì thực chất đã đi theo nền kinh tế tư bản chủ nghĩa rồi. Họ vẫn giữ cái đuôi xã hội chủ nghĩa là để an dân mà thôi. Họ muốn giữ với mục đích là an ủi những người đã ngã xuống, những cựu chiến binh, những người già, những người cả đời đi theo lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, lý tưởng chủ nghĩa xã hội. Và nếu họ bỏ chữ xã hội chủ nghĩa đi thì hóa ra họ thừa nhận khẩu hiệu mấy chục năm qua họ là sai à? Cộng sản thì họ nói một đường là một đường khác. Họ không bao giờ nhận sai dù trên thực tế họ có sửa sai. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga thì cho rằng không cần quan tâm đến từ ngữ của họ. Họ phải bám lấy những từ ngữ đấy, bởi nếu không bám lấy những từ ngữ định hướng xã hội chủ nghĩa thì họ tự vả vào mồm mình và rằng họ phản bội chính cái đường lối, cái mục tiêu từ ban đầu. Hãy thử nhìn lại thực tế của 25 đến 30 năm qua thì không có một cái gì gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa cả, nhưng họ vẫn cứ phải bám lấy những từ đấy. Ông nói thêm rằng thực sự chế độ kinh tế mà họ xây dựng ở Việt Nam hiện nay là một chế độ tư bản chủ nghĩa man rợ, không có gì là xã hội chủ nghĩa cả. Họ phục vụ tư bản và bản thân họ cũng là những tư bản giàu, nhưng họ vẫn giữ những từ ngữ ấy để lừa mị người dân mà thôi.
Và một điều đáng thú vị là cách đây mới chỉ hơn một tháng, vào ngày 27 tháng 3, ứng cử viên sáng giá cho vị trí Tổng Bí thư khóa tới hiện nay là Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương thứ 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đây là hình ảnh Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ông Ngô Trường An trong một bài viết trên trang Facebook cá nhân đã nhận định việc chuyển đổi từ mô hình kinh tế thị trường qua kinh tế tập thể và ngược lại trong suốt quá trình lịch sử lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là quá trình hốt sạch tài sản của nhân dân về tay họ. Ông đã tóm lược lịch sử ăn cướp trắng trợn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự ai oán như sau. Miền Nam trước năm 1975 theo nền kinh tế thị trường, khi chính phủ Bắc Việt vào tiếp quản, họ bắt tay xây dựng ngay nền kinh tế tập thể. Thế là tất cả các hãng xưởng, nhà máy, xí nghiệp, công ty của tư nhân bị nhà nước tóm thâu hết dưới chiêu bài quốc hữu hóa. Ở nông thôn thì đất vườn, đất ruộng, trâu bò, vật nuôi, máy cày, xe tải đều được dồn vào hợp tác xã do nhà nước làm chủ sở hữu. Người nông dân trắng tay. Khi mô hình kinh tế tập thể không còn sinh lợi cho Đảng nữa, họ lập tức chuyển sang nền kinh tế thị trường, có thêm cái đuôi tào lao là định hướng xã hội chủ nghĩa. Và họ lại bắt đầu bắt tay vào bán các công ty, hãng xưởng, nhà máy để chia chác cái mà trước kia họ đã thâu tóm của tư nhân dưới hình thức quốc hữu hóa. Nào là nhà máy bia Sài Gòn, nào là công ty sữa ông Thọ, nào cảng biển Quy Nhơn và rất nhiều thứ họ bán sạch. Dưới danh nghĩa mỹ miều là thoái vốn. Họ bán đất ở nông thôn cho doanh nghiệp trên nhiều danh nghĩa như dự án phát triển kinh tế, bao gồm nhà máy, công ty, kho bãi cho tư nhân, dự án công cộng, trường học, bệnh viện, tư, khu resort, vui chơi giải trí cũng tư nhân sở hữu và bán cho cả doanh nghiệp nước ngoài. Và có vẻ như nền kinh tế thị trường bây giờ không còn gì để bán nữa, nên ông Trần Quốc Vượng đã muốn chuyển qua mô hình kinh tế tập trung để quốc hữu hóa các doanh nghiệp về tay nhà nước, phải không? Đây là câu hỏi được đặt ra. Và nhân dân sẽ lại bị dồn vào hợp tác xã để nhà nước muốn lấy cái đất bán thì không cần phải xua quân đi cưỡng chế nữa. Và khi cần bán doanh nghiệp để chia chác, mấy ông chạy qua Mỹ, qua phương Tây cầu cạnh họ công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường. Nay muốn quốc hữu hóa tài sản toàn dân thì các ông lại bảo phải đổi mới để nâng cao hiệu quả của nền kinh tế tập thể. Và kinh tế tập thể thì đã từng thực hiện hàng chục năm nay rồi, dân đã từng đói dã họng rồi, đổi mới gì nữa. Tóm lại, dù là kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa hay kinh tế tập thể thì miếng bánh ngon không bao giờ đến được tay người dân mà sẽ bị một cách minh bạch và hợp pháp thuộc về thượng tầng chính trị để rồi sau cũng như người đầy tớ của nhân dân toàn tâm toàn ý trung thành với lý tưởng của Đảng và tiếp tục dành tâm huyết và sức lực vẽ ra những chủ trương mới lừa bịp tiếp tục người dân Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 12 tháng 6 năm 2020 với bản tin Kinh tế thị trường cho Đảng, định hướng xã hội chủ nghĩa cho dân. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin.